Bây giờ là mình tháo cái này nó bị bể nha. Bị bể là mình mua tay, giống như mấy cái này đồ nó dễ tiền hay sao nên nó giòn lắm. Cái này cũng dễ bung ra. Bây giờ mình tháo ra mình thay cái mới cho bạn. Các bạn thấy không? Quẹt quẹt vô nó bung vô mấy cái chỉ của nó trơn. Ôi cái này đã dán keo lại rồi, không phải cái zin nó đáng quá. Cái zin nữa là màu đen các bạn. Này là mình bẫy ngược lên ảnh lên các bạn. Các bạn thấy không? Keo zin đó là màu đen nè. Nó giống như là lớp mút á, keo bọn em lớp mút á. Còn cái này là giống như nó bị xúc ra, ai dán cái keo bị lên nè. Mình có lột ra hết mấy cái này xong mình vệ sinh sạch sẽ lại các bạn. Bạn vệ sinh không sạch sẽ nên nó còn cát cái bụi là nó dán không ăn nha. Xong mình phải có cái hóa chất để mình lột nó ra. Nè là giống như cái keo cát á tí, nó bỏ lên chứ không phải là cái keo của nó này, cái keo đúng của nó màu đen nè, tiếng tháo bệnh nhớ không? Cái này nó giống như cái keo nào của nó. Cái hai mặt, cái keo dán với hai mặt đó. Ok nữa các bạn cứ vút vút nó lên là nó chóc ra hết nè. Mình dùng cái này để mình chùi lại cho nó sạch keo nha các bạn. Rồi. Đó. Mình lau cho nó sạch cho bạn. Tại nếu mà nó còn, tại nãy mình lau dầu hôi á, là mình sợ nó sẽ không có bám cái keo bay em á các bạn. Nên mình phải chùi bằng cái hóa chất này để cho nó sạch keo. Này hóa chất cái chai này người ta hay tháo kính điện thoại các bạn. Chùi nó thật là sạch, nó không còn cái chất dầu hôi hoặc là bụi bẩn đấy, nó bám là nó sẽ không có ăn cái keo kia. Đây là mình mà tháo cái gan tỳ ra nha các bạn. Thằng của ai ta? Cái xịn của nó là các bạn thấy không? Này nó in này giống như là nó in lộ lên các bạn, chữ nó không có đẹp thôi. Cái này là có miếng inox chính hãng này, có miếng inox rất là đẹp các bạn. Vừa đủ luôn á. Đây có hai cái à. Này mới xài có 1 năm rồi các bạn là nó đã cũ xì của mềm, nó giòn luôn. Không biết cái mới này nó sẽ xài bền hơn cái cũ bao lâu nữa. Nhưng mà cái mới là được cái logo của cái nóc là mình thấy thích rồi nè. Còn cái này là in lộ mình thấy nó không có sắc nét mà cũng không đẹp nữa. Ok, giờ mình sẽ dán lên xe cho các bạn. Là mình sẽ cho nó bằng cái mí nóc các bạn. Mí nóc này bằng nhau vậy nè. Rồi ở đây là cái mép của nó là mép đó, là mình sẽ cho nó bằng mép vào luôn nha các bạn. Rồi ở trên ảnh vô. Ok, bây giờ mình sẽ lọc keo rồi mình dán nha. Rồi đó vậy.
Rồi mình sẽ lột cái miếng bên cạnh trước nha các bạn. Xuống trên đây nè, xuống đây nó giữ lại. Rồi, chắc anh nhớ ở trên kéo ra luôn á. Đúng rồi, mình nhớ ở trên kéo luôn các bạn. Rồi tháo. Rồi. Đó, mình nghĩ là mình cứ kéo một đoạn. Rồi ok. Cắt nha các bạn. Để cho nó giữ phần dính, mình định cho nó dính phần dưới luôn. Rồi ok. Rồi. Đây vậy nha các bạn. Để khi mình ịnh vô cái nó giữ phần đầu phần cuối là mình chỉ kéo là nó chuẩn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ịnh các bạn này trước. Cho hai cái mép nó bằng nhau nha các bạn. Đó, mép cửa này với mép cái này nó bằng nhau. Hai mép nó bằng nhau là ok nha. Rồi sau đó là mình ịnh keo vô. Ok. Rồi nha, để mình phải đo mình bằng cái mép nó bằng nhau. Ok. Rồi. Phần này mình đo nó bằng mí thôi nha các bạn. Rồi, ảnh vô luôn. Ảnh mạnh đúng không tí. Rồi ok là nó dính luôn. Rồi ở đây mình chỉ tuốt đi thôi. Đó bây giờ là bạn tuốt này ra, kéo ra là sẽ đi theo nha các bạn. Là chuẩn luôn á. Kéo mạnh luôn đi. Rồi ok. Vậy là nó sẽ chuẩn luôn cái điểm vị trí đầu của mình đã chọn đấy các bạn. Mình định bị nó lúc đầu là nó dính luôn à. Rồi thấy không? Đó. Rồi ok. Rồi giờ tới chỉ thứ hai đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử một mình nha. Thì nhiều người cũng chỉ có một mình đó bạn. Thì mình cũng phải tự dán thôi. Nó có cái đầu găng tay cho mình tháo ra. Lột hai đầu trước. Rồi ok. Giống như nãy nha. Rồi mình tháo một đầu. Một đầu mình cắt bỏ. Một đầu giống như là mình định vị lại các bạn. Còn đầu kia là mình nắm mình tốt. Mình lấy cái này nè, mình chích vô, mình dích nó lên dễ cái đầu nhọn các bạn. Là nó không có bị phạm xuống cái dưới. Rồi, ok, mình kéo một miếng nữa nha. Rồi, giống như nãy đó các bạn. Một cái đầu dịnh vô cái đầu cánh nha. Không, mình phải đo bên này trước đây để cho nó cái bằng mí được. Phải qua mí nè tí. Qua bên đây bên nè. Đó. Chứ mình kia chứ. Đó, đó bạn phải giữ cho anh cho nó bằng mí nha. Bạn ơi, canh cho nó bằng cái mí này nha bạn. Cái lỗ này, cái gạnh này. À, còn cái tay này là bạn bằng mí đó.
các bạn thấy thịt là nó liền rồi nha. Xong rồi các bạn, mình mua gì mình về mình tự dán sẽ rẻ hơn, với lại kỹ nữa. Mình làm đồ của mình thì nó kỹ, chứ còn cho mấy kia làm nhiều khi nó làm không có kỹ nên nó sẽ không có dính theo, hay là nó theo cái vị trí mà mình mong muốn đâu bạn. Đây là tối hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha.